Thống nhất trong cả nước thời gian khai giảng năm học 2020-2021 là ngày mùng 5 tháng 9. Các trường không tổ chức dạy học trước, thời gian tập trung học sinh để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới sớm nhất là vào ngày mùng 1 tháng 9. Đây là thông tin được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tại cuộc họp báo diễn ra vào chiều nay tại Hà Nội. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện trường nào dạy học trước khai giảng. Đối với trường tư thục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét sửa đổi quy định hiện hành cho phù hợp hơn. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo quyết định ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo viên mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Năm học tới, Bộ sẽ tiếp tục ra soát để tinh giản nội dung dạy học, giảm tải chương trình vì vậy thời gian thực học cho cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ được điều chỉnh còn 35 tuần so với 37 tuần như hiện nay, qua đó tăng thời gian tổ chức các hoạt động trải nghiệm và tăng thời gian nghỉ hè cho giáo viên và học sinh.